Mến chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách chụp màn hình trên điện thoại iPhone. Các bạn thấy cách nào chụp nhanh chóng, đơn giản thì các bạn sử dụng. Cảnh mình đang xem trên YouTube thấy cảnh lòng palm đẹp. Mình chạm hai lần vào nút home ảo để chụp thử. Mình thấy cách này hay nên chia sẻ cùng các bạn. Cách thứ nhất, chạm phím home ảo hai lần. Click vào cài đặt. Click vào hỗ trợ. Click vào cảm ứng. Click vào chữ tắt. Bật nút lên màu xanh. Click vào chạm hai lần. Click vào chụp ảnh màn hình. Click hai lần vào phím home ảo nó chụp màn hình. Click vào cài đặt. Click vào trợ năng. Click vào cảm ứng. Click vào chữ bật. Click vào tùy chỉnh menu điều khiển. Click vào nút Siri. Click vào chụp ảnh màn hình. Click vào chữ xong. Vào bên trong nút home có nút chụp ảnh màn hình, ta bấm để chụp thử. Chạm nút home hai lần để chụp, cách này mình thích nhất, nó đơn giản, nhanh chóng. Cách thứ ba, bằng phím home và phím nguồn. Nhấn vào phím home và phím nguồn để chụp. Còn những iPhone thế hệ sau chụp màn hình bằng phím nguồn cộng phím tăng âm lượng hay gõ vào mặt lưng iPhone. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Chúc các bạn thành công.